Xin chào tất cả quý chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay mình rất vui được gặp lại tất cả quý chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình đi chợ mua được một miếng sườn bò nè các bạn. Rất là to luôn các bạn thấy không? Mình đã quyết định là nướng với sa tế cùng các loại gia vị khác ha. Mình xin mời tất cả quý chú anh chị và các bạn cùng xem video của mình ha. Thịt bò này rất là tươi luôn các bạn ơi. Đó, mình khứa vậy chúng mình ướp nó sẽ thấm cho vị nó ngon hơn hàng các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành ướp hàng các bạn. Gia vị của mình cái này là tiêu nè các bạn, tiêu với hạt nêm ha. Rồi cái này là sa tế tôm ha các bạn. Đây là không thể thiếu là nước sốt nướng hàng các bạn, sốt ướp nướng hàng các bạn. Rồi bây giờ mình trộn cái này cái rồi mình ướp sau hàng các bạn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Rồi mình trộn cái rồi sau đó mình ướp sau hàng các bạn. Cái này mình ướp xong để khoảng tầm là 15 đến 20 phút hàng nha các bạn, nếu mà mình có gấp. Màu rất là đẹp luôn ha hàng các bạn. Cũng ướp được 30 phút hàng các bạn. Bây giờ mình tiến hành nướng hàng các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ sườn bò của mình đã chín hen các bạn. Rồi thơm thức luôn. Bây giờ sườn bò nướng của mình đã chín hen các bạn. Mình xin mời tất cả quý chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với anh em mình ha. Rồi bây giờ mình cắt luôn anh Dũng. Wow, đi cộng cộng ha. Được chưa? Đi cộng cộng đi. Tới luôn ha. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nè các bạn. Bên trong nó còn mềm ha.
còn mà ăn chính ha. Không này nữa ấy. Thử cái hả? Được rồi. Mời các bạn ha. Ngon ha, chín tới luôn ha. Nó không bị khô ha. Chấm ghiền luôn hèn các bạn. Chua chua cay cay ha. Mình xin mời các bạn ha. Sườn bò nướng này mình chấm với muối ớt với chanh ha các bạn, cùng với rau cải đơn giản thôi. Mời các bạn ha. Các bạn ơi, bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây ha các bạn. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh để nhận video mới nhất của mình ha. Mình cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều ha.